Rồi chào anh em nha, hôm nay mình về được một ít cam dành cho chuyên dụng dành cho anh em chơi cái dòng xe là Exciter 135 150 nha. Đây là cam của thương hiệu cơ khí Vân Long nha nè. Thì mình có về đủ dòng cam phổ thông từ cái nhỏ đến cái lớn cho anh em nha. Thì ở đây nó sẽ có hai cái khu vực. Cái khu vực này nè anh em. Đây là những cái cam độ dành cho anh em xài cái gọi là trái, làm trái mà bô im ha. Bô im nha anh em, làm trái mà bô im. Đó, bô im nha anh em. À, tại vì cái anh em đi bô im mà nó cái cam nó khác là cái bô tăng. Anh em mà xài không đúng là nó hay bị gọi là lửng sừng ra đầu á. Lửng sừng khó chịu. Thì đây là cái khu này là nguyên cái dòng cam dành cho anh em chơi cái hệ xe là Exciter mà làm gọi là máy độ dinh đôn mà đi bô im nha anh em, bô im. Còn cái khu ở đây là dành cho anh em chơi cái hại là bô tăng từ touring đến racing luôn nha anh em, đến rắc luôn nha. Thì nó rất là nhiều, thì tất cả đây là cam của bên cơ khí Quang Long nha anh em, thương hiệu HL nha. Cam có gốc, anh em mua về là quánh theo cái gốc rồi chỉnh cò theo cái độ hở cò, có bản biểu đồ cam luôn. Thì mình sẽ báo giá chi tiết từng cái cam cho anh em cần cái cam nào đó, alo em nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái khu vực là cái cam mà dành cho anh em chơi hệ xe là bô im nha anh em. Bô im thì mình đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là cái cây 5.6 nha. Cây 5.6 này sẽ sử dụng được cho anh em xài với cái cấu hình là từ trái 57 đến 62 dinh viên nha. Bô im đích viên. Đó, bô im đích viên nha anh em. Là xài cây này. Bô viên đích im 57 đến 62. Bô viên đích im. Cây 58M1 thì nó sẽ là xài cho trái 57. Trái 57 nha anh em. Trái 57. Bô im đích mở nha, là bô im mà đích mở là cây 5.8M1. Thì đây là mình sẽ đưa cho anh em những cái cấu hình tham khảo như vậy. Còn anh em mà đến tiệm mình mua cây cam thì anh em cứ mua cây cam mẫu nào thì mình cứ bán cho anh em thôi. Còn cái chuyện bây giờ anh em tự tùy biến thêm tùy ha. Đó. Cam thì mình bán thì mình chụp mình sẽ có góc như thế này cho anh em ha. Anh em về quay cam theo ý mình. Đó thì nó có góc cơ bản nè. Đóng bao nhiêu, cây xăng, cây lửa, có cam lửa, có cam xăng, đóng mở bao nhiêu, cò chỉnh bao nhiêu, cò 10, cò 12 đó. Chúc mình có hình ảnh chi tiết từng mẫu cam cho anh em. Cây cam 5.8M2 thì nó sẽ phù hợp cho anh em sử dụng với cấu hình máy là trái 62. Trái 62 bô im đích mở nha. Trái 62 bô im đích mở. Đó. Trái 62 bô im đích mở. Còn cái cây 5.8M3 chẳng là xài cho từ trái 62 đến trái 65 đích mở luôn nha, bô im đích mở nha anh em. Còn cái cây 6.0M1 này sử dụng cho 65 dinh viên đích mở nha anh em. Đó, 65 đích mở, 6 ly M1, 65 đích mở. Nói chung là cái mẫu mà 5.8M3 này hợp cho 62, 65 mà dạng là muốn đi gọi là đi tour xa mà cho nó sâu á thì muốn cây này nha. Nói chung là mẫu này 5.8 từ 62 đến 65 mà để dành cho anh em chơi touring á. Đó, thiệt là sâu. Là chơi cây 5.8M3. Cây 6.2M1. 6.2M1 này là sẽ sử dụng cho anh em là xài cái máy là từ 62 đến 65. Dên cộng nha anh em, có nghĩa là từ 62 dinh đôn trở lên nha anh em. Đó, 62 dinh đôn trở lên, đó là khu vực bô im này nha. Đó. Thì khu vực bô này là mỗi một cây cam mình sẽ bán có giá là 300 ngàn một cây nha anh em. 300 ngàn một cây cho cây cam mẫu 5.6, 5.8M1, 5.8M2, 5.8M3, 6.6M1 và 6.2M1 là sẽ có giá là 300 ngàn một cây. Đó. Cái đó là khu vực của cam dành cho anh em đi chơi từ dinh viên tới dinh đôn mà bô im. Rồi bắt đầu mình sẽ xuống cái khu vực này. Khu vực này là sẽ xài cho cái anh em mà xài là từ làm trái dinh đôn nhưng mà đi bô tăng nha anh em, bô phá làng phá sớm á. Rồi mình sẽ nói từng chi tiết luôn.
Đầu tiên mình sẽ vô cây là 6.9 m2. À vậy, thôi từ thấp tới cao đi. 6 cho cây 6.5 l. Cây 6.5 l là dành cho anh em đi vô tăng. Từ cấu hình máy là từ cái 65 đến 68 nhìn nha anh em, 65 68 nhìn. Đó, cây 6.5 l. 65 đến 68 nhìn nha. Cây 6.9 m2. 6.9 m2 nha anh em. 6.9 m2 này là mình sẽ 6.9 m2. Thì những cái mẫu vô tăng này là cam nó khoan thêm nhiều lỗ để giảm trọng lượng nha anh em. Nói chung là hàng gian các kiểu. Cam thì cam gối mỏng mà khoan thêm nhiều lỗ để giảm trọng lượng. Cây 6.9 m2 này là sẽ phù hợp cho anh em sử dụng với cấu hình là 62 cộng cộng, 65 cộng cộng, có nghĩa là cộng cộng. À, đây là 62 cộng cộng và 62 đun nhiều và 65 đun ít là 65 cộng. Còn cái này là hoặc là 62 cộng cộng. Đó, là có nghĩa là 62 open á, còn là 62 dinh đôn 4.65 hoặc là những cây đôn nhỏ nhỏ. Rồi mình sẽ đến tiếp là cái mẫu 7.1 m3. 7.1 m3 nha. Thì cây này sẽ dùng cho từ anh em đi tour. Cái 68 đến 72 nha. 68 đến 72 đi tour nha. 68 đến 72. À, hoặc là anh em mà chơi racing á thì có thể là quấn vô cái máy 65 cộng cộng nha anh em. Thì đó mình cũng ghi chi tiết cho anh em trong cái bài đăng của mình, thì mình nói trong cái clip này vậy, còn tất cả hình cam này thì đều có góc hết nha anh em. Cam có góc. Anh em về quay đúng góc vô là lộc. Rồi tiếp theo là mình sẽ lên cái mẫu là 7.2 m2 chứ. Thì cây này là sẽ chuyên dụng cho những cái máy mà trái 72 trên nha. Nói chung là trái 72 là đa số rồi. Anh em đôn nào ít cũng phải 4.65 nha anh em. Đó, đây 7.2 m2 sẽ chuyên dụng là cho máy trái 72 nha. Rồi còn cái cây 7.5 m2 này sẽ chuyên dụng cho anh em chơi cái máy là từ 74, 76 hoặc là 72 đôn nhiều nha anh em. Đó. Rồi mình báo giá luôn. À, trong cái đám vô tăng này thì chỉ có cây 6.5 l này á. Cây 6.5 l này nha là sẽ có giá là 300 một cây. Còn những cái mẫu mà cái mẫu này nè, nói chung là anh em nhìn cây cam á, cái mẫu mà những cái cam mà có khoan nhiều lỗ á, à, 6.5 l thì nó chỉ gắn được cái lỗ của cái con cây để chó xả thôi. Còn từ mẫu 6.9 này, dòng mà dạng racing rồi này kia là những cây này á là 6.9, 7.2, 7.1, 7.5 này thì có giá là 500 cây nha anh em. Đó. Ok anh em. Rồi tùy vào cấu hình máy, tùy vào cấu hình xe, tùy vào cái nhu cầu sử dụng thì anh em có thể chọn cho mình một cây cam phù hợp và ưng ý để cho con xe hoạt động hết mọi công suất nha anh em.